Đây là màn hình Cascam 10,1 inch lắp cho xe Honda Odyssey đời 2017. Như các bạn có thể thấy, đây là biểu tượng SIM 4G ở góc phải màn hình. Sau đây tôi sẽ mở cho các bạn một số phần mềm thông dụng. Bản đồ Google Maps. Dình MP3. Việt Nam S1. Google Chrome. YouTube. Màn hình Cascam có thể tích hợp nhiều loại thiết bị ngoại bi khác nhau như camera 360 độ, camera lùi hoặc cả biển Absolute Android.